Vâng, em xin chào tất cả mọi người nha. Tiếp tục hôm nay em lại lên một tấm bàn tròn gõ đỏ ni dê cho anh em chiêm ngưỡng nha. Trước mắt anh em đang nhìn là một chiếc bàn tròn gõ đỏ ni dê, kích thước là 1m2, dày 15 phân. Đó, vân rất là đẹp nha mọi người. Rất đẹp. Hàng này là em làm tinh nõi nhá, không bám lát. 100% là không dính lát nha mọi người, rất là đẹp. Đó. Chất gỗ này rất được cứng và đanh nhé, chỉ rất nhỏ nha mọi người, chỉ rất là nhỏ nhé. Ni dê có cả phần trắng, mình phần trắng nhé, cách chỉ là một phần trắng nha mọi người. Đó, cam kết cho mọi người là hàng đẹp, không tì vết, tinh nõi 100% nhé. Đó, mọi người đang nhìn xung quanh. Một tấm bàn tròn gõ đỏ ni dê. Rất là đẹp. Tấm bàn tròn này kích thước là 1m2, dày 15 nhá. Rất thích hợp với cho mọi người đưa vào phòng ăn nhà bếp để mời bạn bè hay là cùng gia đình ăn uống trong dịp Tết Nguyên Đán này. Rất là đẹp nha mọi người. Đó. Các góc cạnh rất là đẹp và chi tiết, hàng toàn bộ là tinh nõi không dính rác nên mọi người chơi thì cứ yên tâm. Đó. Rất là đẹp, mọi người nhìn nhìn thật là tuyệt tuyệt phẩm nhé, rất đẹp nhé, không chê vào đâu nhé, rất đẹp. Hàng này em có sẵn nha, mọi người chỉ cần chốt phát lên đơn này em giao luôn cho mọi người nhé. Trong vòng một tuần là mọi người nhận được để chơi trong dịp Tết này. Đó, đẹp, rất đẹp nha. Và mọi người nào chốt được tấm bàn tròn 1m2 dày 15 này thì liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình nhé. Mọi người chơi hàng nguyên khối thì đẳng cấp rồi. Vâng, video từ đây em xin chào tạm biệt mọi người nhé. Mọi người chơi được tấm này thì cứ liên hệ cho em để em giao tận nhà cho mọi người nhé. Em xin chào nhé.